và cho chạm điện này, CV nhảy ngay nhé. Tiếp tục sang cái thứ hai này, loại này thì cực kỳ nhạy rồi. Nếu mà so hai cái dòng dò 30 như nhau thì em thấy cái của châu Âu này nó có độ dòng dò nó cảm giác như chỉ là 15 thôi, cảm giác như nó chỉ 15 thôi, nên dùng rất chỉ là nhạy. Và cũng đã có anh em là đã từng mua cái này của em rồi, sau đó về nhà lắp là nó hay bị nhạy. Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cỏ Dũng Nội Địa Nhật. Thì trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu với các bác là có cái dòng át một pha 63A dòng dò 30 mA của châu đã về nhé. Cái này có 6 chiếc. Đây, nguyên hộp của nó đây nhé. Hàng này là hàng lưu kho. Đó. Nó là hàng của châu nhé. Đấy, nó chỉ có 6 chiếc thôi. Đấy, trong đó đã có một số các bác đặt hàng rồi nhé. Tiếp tục cái thứ hai, đó là cái dòng ampe là 50, 60, 75 và 100, loại dòng xăng lớn nhé. Đấy, cái này thì em lại tích được mấy chiếc đây thì lại lên một video để giới thiệu các bác luôn. Đó, 75. Đấy, cái dòng này thì cực chất rồi. Đó, nặng khoảng cân. Đó. Cái này 100A này. Đấy, quang nhìn ốc này to này. Đấy, quang dùng thì cực thích luôn. Cầm chắc lịch luôn. Cái này 75. Đó. Đấy, tiếp xem vào chi tiết nhé. Bác đang xem video cho em xin nút like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ em nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Đây, hôm nay em giới thiệu đây chi tiết cái sản phẩm lâu lắm rồi, em có tưởng không thể còn về được cái loại này nữa, nhưng mà không ngờ nó còn sót lại. Đây. Một pha 63A dòng dò 30 mA. Đó. Cái này thì nó được sản xuất tại Tây Ban Nha nhé, Spain nhé. Nó chỉ có mấy chiếc thôi. Ngày trước thì em có nhiều, nhưng bây giờ thì hết mất rồi. Đó. Hộp còn ố đây nhé. À, và đồng thời em đợt tới thì em có về được ít 25A 4 pha. 25A 4 pha chống giật của châu Âu này nhé. Đấy, 25A 4 pha. Cái này em bỏ luôn rồi nhé. Tí sẽ test cho anh em xem. Còn đúng một hộp sót. Loại này thì dùng được cực kỳ nhạy luôn. Nếu mà để so sánh cái độ an toàn thì cái dòng áp của châu Âu này nó vẫn an toàn hơn là cái của Nhật. Của Nhật thì nó là chắc và bền. Cái này em cũng đã để lại một cái để dùng với gia đình. Lắp một cái nhà em là lắp hai cái chống giật tổng, một cái của Nhật và một cái của châu Âu này, hai cái lắp song song luôn, một cái trước một cái sau. Đấy, tí em sẽ để qua cái mô hình như em vừa nói cho anh em xe thấy, coi như nhà em là bỏ cái hai lớp đấy. Đây, các em đã 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để em đã bỏ hết ra ngoài rồi nhé. Đóng hết lên này. Đó. Đây nút test này. Đấy, đây là có nút đóng lên điện vào bên trên. Và cái này nó không phân biệt bên đâu dây nửa, bên đâu dây trung tính nhé. Anh em đấu bên đâu cũng được. Nhưng mà mình cứ nhớ nó thường thường cái dây nửa ta sẽ lắp máy em lên đây. Đó. Anh em nhìn này, cái tiếp đệm đồng của nó này. Đó. Cái này vặn ốc thít nhé, cho ốc vào, cho dây điện vào đây. Cái này có thể cho vừa vừa cái điếu thuốc. Ngón tay thì không không vừa. Ấn chuyển vào thì vẫn vào nhưng mà
nó phải nén, cái này cho vừa điếu thuốc, rất to luôn em nhìn thấy, rất to đó. Đây, cái chữ gì đây, Spain này. Bây giờ em sẽ lấy điện em test cho anh em xem nhé. Đây, đầu tiên là em sẽ test cái máy bên ngoài này trước. Đây là nút test này nhé. Anh em đấu điện vào nút test này. Đóng điện lên này. Rồi. Test nó phải có điện anh em nhé. Ăn nhảy nghe này. Tiếp tục sang cái thứ hai. Ăn nhỉ nghe này, mạch chống giật của nó hoạt động tốt nhé. Đó, chỉ cần ấn cái này biết là cái mạch của nó hoạt động tốt rồi. Còn nếu mà ấn chỗ này nó không nhảy nữa thì cái mạch của nó là nó hỏng rồi nhé. Đó. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ đóng lên. Bây giờ cái thứ hai là sẽ test bằng giò điện. Test bằng giò điện nhé. Đây, tiếp một giò điện này như thế này. Đấy, vẫn là đấu điện vào. Đây, em không vặn nhé. Em làm thao tác này cho nó nhanh thôi, đỡ mất nhiều thời gian. Đấy, và đây là cái dây điện mà em đã cho tiếp đất nhé. Và cho chạm điện này. USB nhảy ngay nhé. Tiếp tục sang cái thứ hai này. Loại này thì cực kỳ nhạy rồi. Nếu mà so hai cái dòng giò 30 như nhau thì em thấy cái của châu Âu này nó có độ ròng ròng, nó cảm giác như chỉ là 15 thôi. Cảm giác như nó chỉ 15 thôi nên dùng rất chi là nhạy. Và cũng đã có anh em là đã từng mua cái này của em rồi. Sau đó về nhà lắp là nó hay bị nhạy. Nhạy quá. Cái này bảo là đổi cho em. Đấy, đổi lại cho em, lấy cái loại khác. Bởi vì nó nhạy quá, lắp nó hay nhạy. Cái gì thì nó có hai mặt của nó, nhạy quá thì nó hay nhảy. Đấy. Và cái cỏ thằng Châu này nhé. Đây. Em để dây điện lên trên cao này, một cái dây trung tính này. Đây dây nửa nhé. Cái dây nửa đánh dấu xanh này. Đấy, dây nửa đánh dấu xanh nhé. Còn đây dây trung tính này. Đây. Dây trung tính này là không quấn gì nhé. Để đánh dấu này. Đấy. Em để cao này. Và cho điện nó dò này. Đấy. Speed nhảy ngay nhé. Tiếp tục sang cái thứ hai. Đấy, hoặc là để lên trên này cho anh em nhìn thấy này. Đấy, này. Nhảy ngay nhé. Đó. Bây giờ lại để sang, tức là để bên đâu cũng được nhé. Đây bây giờ em để cái dây điện ở bên mé bên mé tay trái nhé. Đấy. Rồi, sang cái CB bên đây thì sẽ để cái dây nửa ở bên mé tay phải nhé. Đấy. Tức mình đấu bên đâu nó cũng đều được hết. Bây giờ cái này để bên phải này. Đó, cái này thì để bên trái này. Đấy. Anh em thấy đấy, nó đều nhảy ngay nhé. Giò điện là nó nhảy cực kỳ an toàn và nó rất nhạy. Đấy. Dòng này thì nó là cái dòng mới chưa qua sử dụng. Hàng thì hàng của châu Âu. Đó. Nên là cực kỳ an toàn luôn, cực kỳ an toàn luôn. À vừa em cũng nói là anh em đấu đấu bảo vệ hai lớp tức là gì? Anh em có một cái át chống giật của Nhật đấu bên trên này. Đấy, sau đó cái bên dưới là đến cái của châu này, tức là hai cái điện vào đây, xong đến cái thứ hai, sau đó là đi lên các cái thiết bị áp chống chập khác, chi nhánh khác, đấy, để phân khu vực, đấy, sau đó mới đi vào sử dụng. Đấy, em bảo vệ hai lớp như vậy nó rất chi an toàn. Đấy. Đây em có chiếc Matsushita này đỉnh cao luôn, đỉnh cao luôn quá. Rất chi là đẹp. Cái này thực ra là quá đẹp luôn. Nếu mà mua được 350 một chiếc thì cũng rất chi là xứng đáng. Rất chi là xứng đáng luôn. Chứ 100A Matsushita như này. Nó phải nói là hàng hiếm luôn.
Matsushita. Đó. Rồi, tiếp theo rồi em sẽ dự à em xin phép được báo giá luôn. Tí em quên. Thì đối với cái dòng 63A dòng gió 30 mA của châu Âu này thì em đang bán với giá là 500.000 một chiếc nhé. 500.000 một chiếc nhé, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, sau đợt này là em sẽ không còn được nữa. Rồi, tiếp tục sang cái dòng áp to bên đây nhé. Cái này là áp dụng được một pha anh em nhé, không sử dụng được ba pha. Thì ở đây em có các ampe. Cái này nó là 60A. 60A. Đấy, hãng Nito nhé. Đấy. Cái này là 50A. Hãng Nito. Còn đây là 75. 75A này, cái này của Kawamura. Đấy, rất chỉ là chắc chắn luôn. Cái này 75A. 75A cái này nó viết là toàn chữ Nhật thôi. Đấy, 75A đây, nhưng nó chữ trên đấy toàn chữ Nhật thôi nhá. Đây là một hãng Kawamura. Cái này là 75A nhé. Tiếp theo là đến cái cũng Kawamura 100A. Đấy. Ở đây là có dòng dò 30 mA này. Dòng dò 30. Tất cả là dòng dò 30 nhé. Đấy. Còn đây có một cái của Mitsubishi này. Mitsubishi này mặt đen nhé. Đấy. Để dưới ni lông thì anh em nhìn nhăn này. Đó. Bóc ni lông ra thì nó bụi. Em và đóng hàng nó sẽ bị xước. Đó. Và bây giờ em sẽ test chức năng chống giật của những loại này nhé. Test chức năng chống giật của những loại này luôn nhé. Tôi cứ test 3 gần trên đi. Để cái vị trí quay nó sẽ dễ hơn. Đóng hết ad đây này. Đầu tiên test chức năng chống giật này. Ad nhảy này. Cái này là test nút đỏ nhé. Anh em chú ý test được bên nút đỏ nhé. Đó, ta cứ nút đỏ ta test thôi. Rồi, tiếp theo đến cái hàng bên trên. Nút đỏ đây, áp nhảy ngay nhé. Nó này thì chắc chắn lắm. Tiếp điểm lớn, cực kỳ bền luôn. Đó. Đó. Rồi, bây giờ lại đóng áp lên nhé. Thì bây giờ em sẽ test độ nhạy này. Đây, để dây lửa ở bên mé bên trái này cũng được. Ở bên phải này cũng được. Đấy. Hoặc bên phải cũng được, bên đảo dây này. Đó. Và sang đến hàng bên dưới này nhé. Đó. Rất chi là tốt luôn. Rất chi là tốt luôn nhé. Cái dòng to này dùng từ bền lắm. Tiếp điểm lớn. Dùng thoải mái luôn. Đóng ngắt thì không phải suy nghĩ, không no thì về tiếp điểm luôn. Đấy, thì em cũng xin công bố giá bán luôn. Thì đối với cái 50A này,
Em bán giá là 200.000. 60A này 210.000. 75A này 230.000 nhé. Tất cả những 75A là 230.000. Duy nhất là có một chiếc 100A. Duy nhất có một chiếc 100A. 100A này anh em nhé. Đó, quay sát rất chi đẹp Kagomura. Đó. Thì cái này em đang bán giá là 250.000. 250.000. Đó. Thì ngoài những cái dòng CB này ra thì em có đầy đủ các dòng át khởi khác, anh em cần loại 1 pha, 3 pha khởi động từ hay là có loại nào thì anh em cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0975 782 118 nhé. Có dòng to nhỏ đầy đủ hết. Hôm nay em chỉ tập trung vào đúng cái sản phẩm chính của mình thôi. Thôi, cảm ơn anh em đã coi video nhé. Hẹn anh em ở video sau. Và trong video sau thì giới thiệu với anh em sang cái dòng át 3 pha 4 cực. Đấy, loại 25A. Loại như này nhé, hàng hộp như này, 25A. Nhưng mà nó hàng lưu kho, vỏ nó xấu rồi nhé. Vỏ hộp xấu, cái xấu thôi. Đấy, giá thì rất chi là tốt. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào anh em nhé.